Buổi ra quân làm thủy lợi nội đồng do Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp tổ chức tại xã Nghi Xuân thu hút gần 1.000 người dân và cán bộ, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Quỳ Hợp tham gia. Trong đợt mưa lớn vừa qua, nhiều vùng ở đây bị ngập lụt, gây bồi lắng hệ thống kênh mương, nên khi địa phương phát động ra quân làm thủy lợi, người dân hưởng ứng rất nhiệt tình. Tham gia là làm ra đây cũng rất là vui, với lại có cái phong trào đây là làm cho bà con nó có cái động lực hơn về cái thủy lợi, là làm cho mùa màng này kia, đó là bà con rất là phấn khởi. Tôi thấy là cái phong trào phát động làm thủy lợi nội đồng này là rất thiết thực và vui vẻ. Và thấy cán bộ huyện, cán bộ xã chứ cùng về tham gia thì bà con nông dân ở xóm Đột Vả nói riêng và của xã Nguyễn Xuân nói chung cũng cảm thấy là rất vui vẻ. So với các năm trước, năm nay nhiều địa phương ra quân làm thủy lợi muộn hơn. Sự thay đổi này là do vào giữa tháng 10, diễn biến thời tiết phức tạp, mưa lớn xảy ra, khiến cho việc phát động toàn dân ra quân muộn. Thêm vào đó, các địa phương cũng căn cứ vào tình hình thực tế để ra quân. Rất nhiều cái kênh mương vừa rồi là bị vùi lấp và hư hỏng nặng. Chính vì vậy thì huyện đã bố trí tất cả các đơn vị từ các cơ quan, nhất là các xã, huy động toàn bộ lực lượng các xóm để nạo vét và đào đắp sửa chữa những cái kênh mương bị hư hỏng để phục vụ cho cái vụ đông sắp tới và cũng như vụ xuân đầu năm 2024. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, trong đợt mưa lớn vừa qua đã làm gần 12.000 mét kênh mương, 11 hồ đập bị sạt lở hư hỏng, 5 trạm bơm bị bồi lấp. Đặc biệt tại các huyện miền núi, ngoài hạ tầng bị hư hỏng, còn có hàng trăm ngàn mét khối đất đá bồi lắng tại hệ thống kênh mương cần được khơi thông nạo vét. Với cái sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền của ba huyện thì huy động cả cái hệ thống chính trị vào cuộc và huy động được tất cả các cái cơ quan đoàn thể, rồi các xã, xóm, bản và đặc biệt là sự vào cuộc đông đảo của lực lượng nhân dân để là khắc phục các cái hư hỏng, rồi đắp các cái bờ vùng bờ thửa, phạt quang canh mương để đảm bảo cái công tác phục vụ cho cái vụ sản xuất sắp tới. Toàn tỉnh sẽ huy động khoảng 1 triệu ngày công để làm thủy lợi nội đồng nhằm nạo vét khơi thông kênh mương và khắc phục những hư hỏng nhỏ. Còn đối với những công trình bị hư hỏng xuống cấp do mưa lũ thì cần có nguồn vốn lớn đầu tư để xây dựng, khắc phục lại nhằm đáp ứng yêu cầu tưới tiêu, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.